Xin chào mọi người nhá. Và ngày hôm nay thì là một buổi chiều rất là nắng. Thì Thăng đang có mặt tại sân bay để đưa tất cả những anh em đoàn Hungary hôm nay bay. Chúc mừng em nhá. Ngày hôm nay chờ đến cái giây phút này cũng là một cái giai đoạn mà rất là nhiều người mong muốn. Thì anh cũng muốn chúc em là lên đường sang Hungary một cách là thuận lợi, bình an và mạnh khỏe nhá. Chúc mừng em nhá. Trần Thị Hằng. Dạ. Em cho anh hỏi là ngày hôm nay trước khi bay em cảm xúc của em như nào? Em vui ạ. Rất là vui đúng không? Ừ. Tức là mình đã chờ đợi cái ngày này bao lâu rồi? Dạ, 3 tháng. 3 tháng. Thế nó cũng rất là nhanh mà, đúng không? Ừ, rồi ok, chúc mừng em nhá. Cảm xúc của chị ngày hôm nay như nào? Mừng và vui. Mừng, vui, cũng đang xem một chút cũng hơi lo lắng. Dạ. Đúng không ạ? Tuy nhiên thì chị cũng an tâm bởi vì ngày hôm nay không phải chị bay một mình mà sẽ bay cùng cả đoàn. Dạ. Đấy, và chúng ta đi sang bên đấy thì cũng là có người hướng dẫn đầy đủ hết rồi, cho nên chị cũng không cần phải lo lắng cái gì cả nhá. Chúc chị là sang bên Hungary được mạnh khỏe nhá, bình an và công việc thuận lợi nhá. Ok chị. Rồi còn rất nhiều bạn nữa, tuy nhiên thì Thăng xin dừng cái cuộc chia sẻ video ngày hôm nay tại đây và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo nhá.